Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Ten Hag và Rashford được Premier vinh danh. MU phá kết sẵn sàng cho De Jong và Bellingham. Lễ độc trị độc Ten Hag có kế trị Man City và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU phá kết sẵn sàng cho De Jong và Bellingham. Theo ESPN, MU sẵn sàng phá kết để chiêu mộ De Jong và rút Bellingham trong thời gian tới. Hè năm nay MU có được chữ ký của De Jong, dù vậy tiền vệ người Hà Lan kiên quyết ở lại Bắc Gia, thế nhưng hiện De Jong không cảm thấy hạnh phúc và hoàn toàn có thể tính chuyện ra đi. Với Bellingham, cầu thủ này nhận được sự quan tâm của nhiều ông lớn châu Âu như Real Madrid, Juventus hay Liverpool. Tuy nhiên MU vẫn tự tin theo đuổi và sẵn sàng chi một số tiền lớn. Mức giá của De Jong rơi vào khoảng 85 triệu euro, trong khi đảo đốc muốn yêu cầu đối tác trồng đủ 150 triệu euro cho Bellingham. Eric Ten Hag đã có kế trị Man City. Lối đá mà cựu huấn luyện viên Ajax muốn xây dựng về lâu dài cho quỷ đỏ chính là tấn công, kiểm soát bóng và pressing tầm cao. Nhưng Ten Hag cũng đã thể hiện rằng trong thời gian đầu của mùa giải, ông sẵn sàng thay đổi để trở nên thực dụng với mục đích cuối cùng là kết quả thuận lợi để ông có thời gian xây dựng và tạo ra một đội bóng theo đúng hình ảnh mà bạn thân muốn. Sự thực dụng đó đã thể hiện rõ ràng nhất trong trận đấu giữa MU và Arsenal vào ngày 4 tháng 9 tại Old Trafford. Trong phần lớn thời gian, quỷ đỏ để cho đội khách cầm bóng tấn công và chọn cách phòng ngự chặt chẽ để chờ thời cơ phản công, điều đó mang lại hiệu quả tuyệt vời. Với 3 bàn thắng đẹp nhất trong trận derby Manchester sắp tới, nhiều khả năng đấu pháp của Ten Hag sẽ tương tự như trận gặp pháo thủ, thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Ten Hag lấy độc trị độc ở đại chiến Man City. Trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải này sẽ diễn ra trên sân Etihad vào đêm nay. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Ten Hag có dịp hít thở bầu không khí của một trong những trận đấu được chờ đợi nhất lịch sử bóng đá Anh. Chiến lược gia người Hà Lan đã chứng minh rằng ông có khả năng thích ứng với từng đối thủ khi cần thiết. Chiến thắng 3-1 trước Arsenal đã cho thấy rằng Ten Hag đọc trận đấu cực tốt, một kỹ năng sống còn với bất kỳ huấn luyện viên nào ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Bàn thắng thứ hai của MU vào lưới Arsenal chính là kết quả từ một pha phản công sắc lẹm. Radford tận dụng tốc độ của anh để khai thác tối đa khoảng trống sau lưng bốn hậu vệ bên phía pháo thủ. Trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn Ram đây trong pha đối mặt, một chiến thuật tương tự cũng có thể sẽ được Ten Hag tiếp tục áp dụng cho MU trong cuộc đối đầu quan trọng với Man City vào cuối tuần này. Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports mùa trước, Pep Guardiola từng phân tích lý do thành tích phòng ngự của Man City lại tốt như vậy là bởi vì chúng tôi luôn kiểm soát bóng trong 67%. Nếu bạn kiểm soát bóng nhiều nhất có thể thì đối thủ sẽ không thể chơi bóng. Tất nhiên, đối thủ có thể ghi bàn từ những pha dàn xếp cố định hay phản công, nhưng bạn càng có nhiều bóng thì cơ hội ghi bàn càng nhiều. Khi bạn chơi cách không thành 60m thì việc chống phản công là rất quan trọng. Đôi khi không thể giao các cầu thủ đối phương, nhưng nếu bạn kiểm soát bóng tốt và không mắc lỗi, bạn sẽ để thùng lưới rất ít. Ten Hag có thể có thêm phương án đánh bại nhà đương kim vô địch. Ở trận đấu đó, Quỷ Đỏ đã giành chiến thắng trước Man City với tỷ số 2-0 tại Etihad dù chỉ kiểm soát bóng 34% mà thôi. Điều đó cho thấy rằng, việc cầm bóng nhiều như bình luận của Pep Guardiola không phải lúc nào cũng đem lại một kết quả tích cực. Chelsea gia nhập cuộc đua giành Pickford Tờ Athletic cho hay, MU có thể chiêu mộ thủ môn Jordan Pickford của Everton trong trường hợp chia tay đề ca ở hè 2022. Tuy nhiên, quỷ đỏ sẽ không gặp dễ dàng gì ở thương vụ này, bởi Chelsea vừa được cho là có động thái liên hệ với thủ thành số 1 của Tam Sư ở thời điểm này. The Blue tỏ ra rất quyết tâm để cạnh tranh chữ ký của Pickford với MU. Brighton hết giá Kante 2.0 tới 100 triệu euro Trong bối cảnh tiền vệ trung tâm Moicaicedo của Brighton đang được MU quan tâm, thì mới đây, các nguồn tin của nước Anh tiết lộ rằng mong biển sẽ chỉ nhạ người nếu nhận đủ 100 triệu euro. Cầu thủ người Ecuador đang thi đấu rất nổi bật với lối chơi đầy sức mạnh. Anh này được ví von như bản sao của Encolo Cante. Man City thử thách cực đại cho cặp đá tảng MU. Bộ đôi Varane và Martinez có thể sẽ phải đối mặt với tiền đạo nguy hiểm nhất kể từ đầu mùa giải. Kể từ khi Varane được trao cơ hội để thay thế đội trưởng Maguire, anh đã nhanh chóng cho thấy sự kết hợp ăn ý cùng Martinez. Cùng nhau, cặp đôi này đã giữ sạch lưới 3 trận trong 5 trận đấu mà họ bắt đầu cùng nhau trên mọi đấu trường. Nhưng sắp tới thử thách dành cho Varane và Martinez có lẽ sẽ ở mức cực đại khi đối diện với họ là chướng ngại mang tên Erling Haaland. Chân sút đã có cho mình 14 bàn thắng chỉ sau 10 lần ra sân trên mặt đấu trường. Dù chỉ mới chân ướt chân ráo đến ngoại hạng Anh, nhưng ngôi sao người Na Uy đã bắt đầu thiết lập những kỷ lục cho riêng mình. Nếu quyết định một kèm một với Hà Lan, thật khó để tìm thấy trung vệ nào ở thời điểm hiện tại đủ sức khóa chết tiền đạo 22 tuổi. Nhưng cùng nhau, Martinez và Varane có thể sẽ kìm hãm được cỗ máy ghi bàn của Pep Guardiola. Sở hữu thể hình lực lưỡng cùng với chiều cao lên đến 1m94, Hà Lan hoàn toàn có thể áp đảo Martinez. Tuy nhiên, Varane với chiều cao 1m91 và sự dày dặn kinh nghiệm sẽ tìm cách bọc lót cho người đồng đội. Trong khi đó, Martinez sẽ tận dụng sự khôn khéo, khả năng rê ráp ở cường độ cao để hạn chế không gian hoạt động từ cựu sao Dortmund, thậm chí ngôi sao người Argentina đã từng khiến Haaland ôm hận trong quá khứ. Vì vậy, cuộc đụng độ sắp tới giữa ha Lan và cặp trung vệ quỷ đỏ sẽ là điểm đáng chú ý nhất ở trận Derby Manchester. Ten Hag và Radford được League vinh danh bộ đôi của MU, Marcus và Erik Ten Hag đã lần lượt được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và huấn luyện viên xuất sắc nhất ngoại hạng Anh tháng 9. Sau khởi đầu mùa bóng bết bát, Erik Ten Hag đã đưa MU đi đúng quỹ đạo với 4 chiến thắng liên tiếp. Riêng trong tháng 9 này, vị chiến lược gia người Hà Lan dẫn dắt đội bóng của mình đến hai chiến thắng. Quỷ đỏ đã đánh bại Leicester City và đội đầu bảng Arsenal. Với thành tích này, Ten Hag đã giành được giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng ở ngoại hạng Anh đầu tiên trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, Rashford đã vượt mặt nhiều cái tên nặng ký khác để giành giải cầu thủ hay nhất ngoại hạng Anh tháng 9 từ ban tổ chức giải đấu. Anh đóng góp một kiến tạo để Sancho ghi bàn vào lưới Leicester. Đến trận gặp Arsenal, anh tiếp tục có đường dọn cỗ cho Anthony ghi bàn ngay ở trận ra mắt. Cá nhân anh cũng có hai bàn thắng vào lưới pháo thủ. Sau hai trận đấu trong tháng 9, Rashford bỏ túi hai bàn thắng và hai kiến tạo. Đây là thành tích tốt nhất trong số các cầu thủ đang thi đấu ở ngoại hạng Anh trong tháng này. 42 ngày thử thách của Ten Hag. MU sẽ phải có 13 trận đấu trong 42 ngày từ nay đến World Cup và hình hài quỷ đỏ trong mùa giải đầu tiên Eric Ten Hag phụ trách sẽ trở nên rõ ràng. Eric Ten Hag mới ở MU chưa được 6 tháng nhưng đã nếm trải những thăng trầm, được giao nhiệm vụ dọn dẹp đống lộn xộn do các triều đại của Son và Rap Rangnick để lại. Ten Hag đã kế thừa một đội hình quỷ đỏ vừa trải qua một giải ngoại hạng Anh tồi tệ nhất mà U tưởng như đã rơi vào khủng hoảng khi bị Brighton đánh bại ngay ngày đầu tiên của mùa giải mới, rồi sau đó là trận thua thảm hại 0-4 trước Brentford. Nhưng rồi, vị chiến lược gia người Hà Lan đã giúp quỷ đỏ giành 4 chiến thắng liên tiếp, dù đối thủ có là Arsenal hay Liverpool. Sự lạc quan đã trở lại đúng lúc với họ trước thêm trận derby với Manchester với Man City tại Etihad. Từ bây giờ đến World Cup, quỷ đỏ sẽ chơi tổng cộng 13 trận, cứ 3 ngày một trận ở 3 đấu trường. Man City được cho là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Người hâm mộ quỷ đỏ sẽ có cái nhìn đầu tiên về Erling Haaland, một cầu thủ chắc chắn sẽ làm khổ họ trong năm hay thậm chí là 10 năm tới. Ten Hag sau đó sẽ cần xoay tua đội hình của mình trong cuộc đụng độ ở Europa League với Nicosia hay là Zurich. Đây là thời điểm để những cầu thủ trẻ và dự bị của MU tạo ra tác động. Everton, Newcastle và West Ham là những đối thủ mà quỷ đỏ có thể kiếm điểm, trong khi cuộc đụng độ với Tottenham và Chelsea sẽ là thước đo rõ ràng về vị trí cũng như sức mạnh thật sự của đội bóng do Ten Hag dẫn dắt. Bốn trận đấu cuối cùng trước khi các cầu thủ bay đến Qatar dự World Cup có thể quyết định mục tiêu của MU trong giai đoạn sau của mùa bóng. Quỷ đỏ sẽ kết thúc chiến dịch của mình ở vòng bảng Europa League với Son Sedat, đội duy nhất khiến nợ mất điểm kể từ trận thua Brentford cho đến nay. Sau đó họ đối mặt với Villa hai lần trong 4 ngày tại giải vô địch quốc gia và sau đó là League Cup. Chuyến đi đến thủ đô London để đối mặt với Fulham sẽ là trận đấu cuối cùng của MU trước World Cup và sẽ mang đến cho Ten Hag cơ hội để gây ấn tượng tích cực trước kỳ nghỉ 6 tuần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!